Theo tạp chí Forbes, Bankman-Fried là tỷ phú dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới hiện nay với khối tài sản trị giá 26,5 tỷ đô la Mỹ. Sinh năm 1992, anh là nhà sáng lập và CEO sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Dưới đây là một số sự thật thú vị về vị tỷ phú 29 tuổi này. Là người dưới 30 tuổi giàu thứ hai trong lịch sử, không chỉ là tỷ phú dưới 30 tuổi giàu có nhất hiện nay, Bankman-Fried còn là người dưới 30 tuổi giàu thứ hai trong lịch sử. Trước đó, Mark Zuckerberg, đồng sáng lập và CEO của Facebook, từng sở hữu khối tài sản 28,5 tỷ đô la Mỹ ở tuổi 29. Thành công đến với Bankman-Fried khá nhanh, anh sáng lập FTX chỉ 2,5 năm trước và phát triển nó thành một trong những sàn giao dịch điện tử hàng đầu thế giới. Hôm 21 tháng 10, FTX thông báo huy động thành công thêm 421 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị của công ty lên mức 25 tỷ đô la Mỹ. Theo Nikkei, Bankman-Fried sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là giáo sư của trường luật Stanford. Anh tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts với chuyên ngành vật lý và ban đầu muốn theo đuổi sự nghiệp học thuật. Từng muốn theo đuổi sự nghiệp học thuật, nhưng phong trào lòng vị tha hiệu quả đã tác động đến Bankman-Fried. Đây là một triết lý từ thiện, khuyến khích mọi người tối đa hóa tác động của các khoản đóng góp của mình thông qua việc sử dụng dữ liệu. Điều này đã thúc đẩy Bankman-Fried làm việc trong lĩnh vực tài chính với nỗ lực kiếm tiền nhanh chóng và sau đó quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Trong 3 năm làm trader tại Jane Street, tổ chức tài chính của phố Wall, Bankman-Fried đã phát triển những mô hình để phân tích lợi nhuận từ các khoản quyên góp cá nhân. Năm 2017, Bankman-Fried quyết định thành lập công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research khi nhìn thấy cơ hội của thị trường mới này. Ban đầu, tôi chẳng biết gì về tiền mã hóa, thậm chí chẳng hiểu blockchain là gì. Tuy nhiên, khi tham gia vào thì tôi lại nắm bắt mọi thứ khá là nhanh, Bankman-Fried kể lại. Sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đô la Mỹ, nhưng Bankman-Fried có lối sống giản dị như nhiều chàng trai dưới 30 tuổi khác. Theo Nikkei, CEO 29 tuổi này vẫn ăn chay, ở chung phòng với bạn, mặc áo phông và quần short khi đi làm và thường ngủ qua đêm ở văn phòng. Bankman-Fried thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái khi anh đã quyên góp 5,2 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của chính trị gia Joe Biden, người đứng đầu Nhà Trắng hiện nay. 9X này cũng là một trong những cá nhân đóng góp nhiều nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden. Đầu tháng 10, Forbes công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2021 với tài sản tính đến ngày 3 tháng 9. Với khối tài sản 22,5 tỷ đô la Mỹ được ước tính vào thời điểm đó, Bankman-Fried lần đầu tiên có mặt trong Forbes 400 và xếp ở vị trí thứ 32. CEO 29 tuổi cũng là người trẻ nhất trong top 15 tỷ phú dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ năm 2021.